Thân chào các độc giả thân thương của tạp chí Tiếp Thị và Gia Đình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá vận may của mình qua lá số tử vi vui thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2018 nhé. Hôm nay, có thể tóm tắt ngày đầu tuần mới của tuổi Tý bằng từ thành công. Bởi lẽ, công việc thuận lợi, tình hình vật chất của bạn được cải thiện. Với chuyện tình cảm, tử vi hôm nay cho rằng những tổn thương tình cảm trước đây của bạn sẽ được bù đắp bằng một mối quan hệ mới, sức khỏe ổn định. Tương tự như tuổi Tý, đây cũng là ngày trái tim của bạn được sưởi ấm bởi tình yêu thương. Những khúc mắc trong lĩnh vực tình cảm gia đình nhanh chóng được hóa giải, công việc ổn định. Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý khi chi tiêu về tài chính không khả quan lắm. Với tuổi Dần, mối quan hệ với những người xung quanh không được hài hòa, bạn nên kiềm chế tính nóng nảy trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Về công việc, bạn đang chậm rãi tiến từng bước một, vì thế đừng căng thẳng nhé. Với sức khỏe, bạn có nguy cơ bị nhiễm bệnh, cần phải nhanh chóng tăng cường vitamin C. Riêng về tuổi Mèo, ngày đầu tuần mới hứa hẹn nhiều điều tuyệt vời dành cho bạn. Công việc cực kỳ suôn sẻ. Trong chuyện tình cảm, các bạn còn độc thân sẽ dễ dàng trúng tiếng sét ái tình ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy người ấy. Về mối quan hệ với đồng nghiệp, hãy thật khôn ngoan khi chia sẻ suy nghĩ của bạn. Hôm nay, các bạn tuổi Thìn không thành công khi bắt đầu một dự án mới. Do đó, bạn nên tạm hoãn để chờ ngày thích hợp hơn. Sức khỏe tạm thời không có gì đáng lo lắng. Về chuyện tình cảm, đừng vội vàng đánh giá người khác kẻo phải hối tiếc. Với tuổi Tỵ, bạn dễ bị đẩy vào một tình huống nguy hiểm trong công việc. Chính vì thế, hãy thật tỉnh táo trước những quyết định quan trọng hay lời mời gọi hợp tác. Lĩnh vực tình cảm mang đến cho bạn nhiều động lực. Tuy nhiên, sức khỏe của bạn lại không được tốt lắm. Đề phòng tái phát bệnh mãn tính nhé. Với tuổi Ngọ, lĩnh vực tình cảm tiến triển tốt đẹp, nhất là khi bạn đang trong giai đoạn tìm hiểu người ấy. Nhờ vậy, bạn cảm thấy tâm trạng vô cùng phấn chấn để theo đuổi mục tiêu công việc của mình. Với sức khỏe, hôm nay bạn đừng lạm dụng quá nhiều thuốc để bị phản tác dụng nhé. Về tuổi Mùi, uống lưỡi 7 lần trước khi nói là điều bạn cần phải nhớ trong hôm nay. Nếu không, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối không lường trước được. Lĩnh vực tình cảm đôi lứa rất đáng để bạn hài lòng. Trong dịp này, sức khỏe của bạn khá tốt. Với người tuổi Thân, bạn thành công trong việc giúp người khác hóa giải hiểu lầm. Chính vì thế, tâm trạng ngày đầu tuần mới của bạn rất vui vẻ. Với công việc, chú ý ghi chú cẩn thận kẻo bị chậm trễ. Ở lĩnh vực sức khỏe, sức đề kháng của bạn không tốt nên tránh xa nơi đông người. Với tuổi Dậu, để đề phòng nguy cơ bị mất cắp, bạn không nên mang theo nhiều tiền hay vật có giá trị ra ngoài. Trong công việc, đừng tin vào những lời hứa hẹn giúp đỡ hay hỗ trợ vốn kẻo bị mắc bẫy. Bù lại, chuyện tình cảm khá ổn, nhất là khi bạn đang còn độc thân. Với các bạn tuổi Tuất, mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của bạn được cải thiện. Vì thế, hôm nay bạn sẽ hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Gia đình, con cái sẽ khiến bạn vô cùng tự hào. Cuối ngày, bạn nên nhận lời tham gia một bữa tiệc cùng bạn bè nhé. Cuối cùng là tuổi Hợi. Ngày hôm nay, tuổi Hợi sẽ khởi động tuần mới bằng nguồn năng lượng vượt trội, nên bạn có thể hoàn thành công việc với năng suất cao nhất. Sức khỏe không có gì đáng lo lắng. Về chuyện tình cảm, bạn hãy nhớ rằng dục tốc bất đạt, nên kiên nhẫn chờ thời điểm thuận lợi hơn.